Khi vậy chúng ta vừa phải nghe xong bài đọc này à, Cô đã hướng dẫn các bạn cách đọc Và à, cung cấp cho các bạn một số từ mới và cấu trúc mới rồi Vậy bây giờ chúng ta sẽ take note Tức là làm sao để chúng ta có thể hiểu được bài đọc một Cách ngắn gọn nhất Đúng không nào Theo như vừa nãy cô hướng dẫn các bạn thì sao à, Thấy trong đoạn hội thoại số 1 Thì các bạn thấy có cái gì nhỉ Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo là Taking note Ở đoạn 1A sao đây ạ à, giữa hai đây là cuộc uh, nói chuyện giữa hai bạn ba và nga đúng không nào thấy xuất hiện của hai nhân vật và sẽ có một nhân vật thứ ba nữa vậy chúng ta để đây là bạn ba này đây là bạn nga này đúng không nào và chúng ta thấy xuất hiện một bạn nữa là bạn gì bạn hoa đúng không nào bạn hoa đó Thì chúng ta thấy thế nào ạ? Giữa bạn Nga và bạn ừ ba thì các bạn đã học cùng lớp và các bạn đã biết nhau rồi phải không vậy giữa hai bạn này sẽ có mối quan hệ qua lại biết nhau nữa rồi ok thế còn sao nữa nhỉ bạn nga thì bạn ấy giới thiệu bạn hoa chứng tỏ là bạn nga và bạn hoa là chơi với nhau và biết nhau rồi đúng không ạ ok đó và bạn nga giới thiệu bạn hoa cho bạn Nào, bạn ba ok à, vậy thì ở trong này chúng ta thấy có một câu mà chúng ta cần phải lưu ý cho cô đó là ở câu dòng thứ 1, 2, 3, 4, 5, dòng thứ 5 nhé. Lời thoại của bạn Nga này. This is our new classmate. Her name is Hoa. Như vậy, bạn Hoa là gì nhỉ? New classmate. Là một học sinh mới, phải không nào? Đó, thì sau đó thì ba bạn này, sau cuộc nói chuyện này các bạn đã biết nhau và bạn Hoa là một học sinh mới các bạn sẽ cùng học một lớp được chưa nào ấy cái ở đoạn 1 b 1 b 1 b thì các bạn thấy thế nào ạ Good morning my name is Hoa nice to meet you Hoa my name is Nam are you new student à chúng ta thấy xuất hiện hai nhân vật là Hoa và Nam phải không ạ? Hai bạn này đã biết nhau chưa ạ? trước cuộc nói chuyện này thì các bạn đã chưa biết nhau rồi phải không nào? bởi vì đây bạn thấy là bạn Hoa đã tự giới thiệu tên bạn ấy là Hoa, sau đó bạn Nam mới nói rằng là rất vui được gặp Hoa, tớ tên là Nam như vậy. Sau cái thời điểm đó thì các bạn mới biết nhau, chỉ, chỉ các bạn chỉ có mối quan hệ bình thường như thế này thôi, chưa phải là biết nhau hai chiều đúng không nào? Ok và bạn trong câu nói của bạn Nam thì có thể hiện này Nice to meet you, my name is Nam, are you a new student? Uh, are you new student? Tức là bạn Nam hỏi bạn Hoa có phải là new student hay không Thì bạn Hoa trả lời làm sao? Yes, I'm in class 7A Như vậy bạn Hoa là new student Nó khẳng định lại cái ý của cái đầu tiên Đúng là ý của cái đoạn hội thoại đầu tiên Tức là bạn Hoa là bạn new classmate của bạn Ba và Nga Sau đó bạn ấy cũng là một bạn học sinh mới của trường Và bạn ấy sẽ học ở lớp nào đây? Bạn sẽ học ở lớp 7 A. Các bạn thấy ngay ở câu dưới này Yes, I am. I'm um, in class 7 A. Và bạn nam sẽ nói sao? Oh, so am I. Tức là bạn nam cũng ở lớp 7 A. Như vậy bạn nam cũng ở lớp 7 A thì chúng ta có một cái điểm chung giữa hai bạn này. Nào, nam cũng ở lớp 7 A và hoa cũng ở lớp 7 A. Được chưa nào? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi. Để khi answer the question. Chúng ta sẽ có ba câu hỏi liên quan này các bạn thấy. What is the new girl's name? Tên của bạn học sinh mới là gì? À, tên của bạn học sinh mới là gì? Các bạn nhìn lại vào đây cho cô xem nào. Đây chúng ta có ba nhân vật này. Hoa is a new classmate. Hoa is a new student. Như vậy, bạn Hoa chính là bạn học sinh mới đúng không ạ? Câu này người ta hỏi là tên của bạn học sinh mới thì các bạn sẽ trả lời thế nào? Các bạn trả lời câu đầy đủ cho cô giúp nào. À, the new the new girl's name is à, tên của bạn học sinh mới là ok the new girl name is hoa wow. tên của bạn học sinh mới là hoa wow. đúng chưa đến câu thứ hai nào what class she is in à, Bạn ấy đang ở lớp mấy, bạn ấy đang học lớp mấy à, Chúng ta thấy này Lại thể hiện ở đoạn hội thoại thứ hai à, Hoa En nam là ở học sinh lớp 7A Như vậy chúng ta trả lời câu này như thế nào ạ? She is in Đúng là Đây là chủ ngữ kèm với động từ to be Đúng Cô ấy ở lớp bao nhiêu? She is in class 7A Đúng chưa ạ? đến câu hỏi thứ ba. Who is also in class 7A? Bạn nào hoặc là ai cũng là học sinh của lớp 7A thì câu này bạn phải xem lại ở đoạn hội thoại thứ hai. Đó ạ. Đoạn thứ hai. Người ta hỏi ở đây các bạn để ý này. Who is also bạn nào cũng ở lớp 7A, nghĩa là trong đoạn hội thoại chủ của chúng ta nó phải thể hiện cái ý và bạn ấy nói bạn ấy khẳng định rằng là bạn ấy cũng ở lớp 7A. Ạ. Bởi vì như thế này thì chúng ta thấy rằng là cả tất cả bạn ba, bạn nga rồi bạn hoa, bạn nam bốn bạn đều ở lớp 7A đúng không ạ? Thế nhưng mà chỉ có bạn nam mới khẳng định là so am I tức là tôi cũng ở lớp 7A. Như vậy ở câu trả lời là chúng ta chọn bạn nam thôi thì nó sẽ chính xác và sát hơn với cái đoạn hội thoại của chúng ta. Như vậy chúng ta trả lời gì nhỉ? Nam is nếu như chúng ta trả lời vắn tắt thì chúng ta sẽ nói là Nam is À đó là Nam Thế hoặc là chúng ta có thể trả lời là Nam is also in class 7A Nếu như trả lời đầy đủ thì các bạn sẽ phải trả lời như thế này Còn nếu trả lời vắn tắt các bạn chỉ cần trả lời Nam is À vậy thì à, bây giờ chúng ta có thể đặt thêm các câu hỏi liên quan đến cái bài hội thoại này Các bạn có thể đặt cô một số bài câu hỏi như thế nào nào Ví dụ như là Uh, I would ask you how many people in the conversation? À, có bao nhiêu bạn học sinh trong cái cuộc hội thoại này? Các bạn thấy rằng có mấy bạn xuất hiện tất cả. One, two, đây chúng với đây rồi. Three, four. Vậy there are four students in the conversation. Đúng không là có bốn bạn ở trong cuộc hội thoại này. Hoặc cô có thể hỏi một câu hỏi nữa. Is Ba a new classmate? or a new student bạn ba có phải là bạn học sinh mới không thì các bạn trả lời nào ok một số câu hỏi khác này question ví dụ câu hỏi thứ nhất là gì nhỉ how many people in the conversation các bạn trả lời nào có bao nhiêu người ở trong cuộc hội thoại của chúng ta, thì chúng ta sẽ nói là there are bởi vì số nhiều rồi, cho nên chúng ta phải dùng there are four people hoặc là four person nếu trả lời vắn tắt như này, còn nếu trả lời đầy đủ là there are four person in the conversation, nếu trả lời đầy đủ hoặc là một câu hỏi nữa, bây giờ câu hỏi rằng là is Bars a new student? bạn ba có phải là bạn học sinh mới không? Các bạn trả lời nào đấy? Bạn bác sinh mới không nhỉ? Nhìn vào đây chúng ta thấy rằng là chỉ có bạn Hoa xuất hiện là new classmate and new student thôi. Vậy bạn ba không phải, không phải chắc chắn là trả lời nào? No. He is not. Hoặc là no he isn't. Đó. Thì vậy thì dựa vào các bạn hội thoại như này, mình thích hình nốt như này bằng cái solo như vậy thì các bạn có thể hình dung được mối quan hệ của mọi người đúng không nào? Các bạn có thể đặt thêm những câu hỏi hoặc các bạn có thể tự bằng cái sơ đồ này các bạn phát triển là một đoạn hội thoại khác tương tự như vậy ok